Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay trong video bài giảng này chúng ta sẽ học thêm một bài mới đó là bài số 24 trong bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí. Đây là chương trình học tiếng Trung online miễn phí được tài trợ hoàn toàn 100% vốn kinh phí đầu tư từ Trung tâm tiếng Trung Johnny Master. Website của Trung tâm tiếng Trung Channel Master là học tiếng Trung tv. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tìm biệt là com đó, tiếng com hoặc là gì? Học tiếng Trung tv, học tiếng tv. Hoặc là gì nhỉ? từ vượt chuông.com hoặc là tài liệu hsk.vn OK tiếp theo các bạn ấn vào đây, à, ấn vào đây và ấn vào đây, để đăng ký kênh YouTube học tiền chuông online của Trung tâm Tiền chuông Channel Master và kênh YouTube luyện thi HSK nữa. À, các bạn ấn đăng ký xong rồi ấy, thì các bạn sẽ được hỗ trợ uh, rất là thường xuyên uh, và rất là nhiệt tình. Uh, tất cả những câu hỏi của các bạn uh, trong quá trình các bạn xem video bài giảng của mình, bạn uh, các bạn gặp thấy gặp vấn đề khó khăn ở chỗ nào, các bạn có thể đăng comment đặt câu hỏi ở ngay bên dưới video bài giảng của mình ở trên YouTube. OK thì mình sẽ trả lời rất là uh, và trực tiếp uh, trực tuyến cho các bạn và tất cả những cái câu hỏi của các bạn sẽ được giải đáp thắc mắc trong thời gian sớm nhất. Còn bạn nào chưa ấn nút đăng ký hai kênh youtube uh, của trung tâm tin trung Channel Master thì các bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả. Đó, đó, là sự khác nhau giữa đăng ký và không đăng ký. Chúng ta đi tiếp. Ok, chúng ta sẽ tổng duyệt lại cái thanh mẫu và mẫu nha. Các bạn đọc theo mình này. Tư. 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 z c s z c s z c s，OK，tiếp、okay, này, bật mẫu này，i a w o。哇 ố, y way one one wang Wang này nha ư r wa wo way wan wan wang won lại nha ư ừ, r ờ, wa wo y wei wan quân, quang, quân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc uh, bảng cái phần ở bên dưới này, các bạn đọc theo mình này. cha, chưa, Chư trai, trai, Chào 周张真张真中擦车吃。 猜，抄，抽，参，参，仓，称，冲，杀。 佘、思。腮、烧、收、生、三生。三三 sông ok chúng ta đi tiếp nha các bạn đọc theo mình này chu chua chuay du. chuan du. chuan chu du. chua chuay Thoan, thuân, xu, xua, xuây, xoan, xuân, xuân. Đó, bây giờ chúng ta vừa đi xong là uh, tổng tổng kết lại uh, cách phát âm của thanh mông và vận mẫu của bài Ngọc học ngày nay. Rồi chúng ta sẽ luyện tập tiếp phần ngữ âm và nghĩa điệu. các bạn học theo mình nha, chúng ta đọc này，孙字，孙传，孙女，孙姓，随之，随便，随从，随来，随去，随平。 破碎、碎片、碎石、碎屑。虽然，宋体，OK，重点的字念。宋姓、宋家、耸立、松下。 松人，搜寻，搜救，搜查，思维，思想，思智司法，思人，思乡思仇。 sư chín vậy là chúng ta vừa đi xong bài nội dung bài học ngày hôm nay đó bạn nào chưa uh, hiểu chỗ nào hoặc là thắc mắc ở đâu thì các bạn vui lòng đăng comment đặt câu hỏi ở ngay bây giờ video bài giảng này ở trên kênh youtube nha để được hỗ trợ trực tuyến à, giải đáp thắc mắc à, sau giờ học các bạn nào chưa ấn đăng ký gì cả à, thì các bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả đó chính là sự khác nhau giữa đăng ký và không đăng ký kênh youtube học tiếng trung online và kênh youtube luyện thi aska của trung tâm tiếng trung master rồi chúng ta sẽ tạm dừng bài học của chúng ta tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo Chào các bạn